Ok, chào mọi người. Hôm nay là gửi cho mọi người lợi ích mồi lua nha mọi người. Thì trong đây cũng có con mồi lua như của hãng Smith nè, đó. Ima nè, Daiwa Supply nè, Shimano. Mấy con Duo nè, đó. Con này cũng là Shimano luôn nhá. Có mấy con giống như Daiwa, Bass đây. Đây, mấy con này là chiên cho anh em lua vàng đế nhá, lua suối. Rồi, để mình lên cụ thể từng con mồi cho anh em xem. Shop bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không biết shop lên á thì anh em cứ gửi về cho shop nha. Rồi, cảm ơn anh em. Ok, để gửi cho anh em con mã số 1. Mã số 1 thì gửi cho anh em là một con mã con hàng của hãng Smith nha. Đây, tên của nó đây. Đó. Thì con hàng này thì chuyên về dạng câu bóp nha anh em, dạng bóp dưới đất. Đó. Action của nó là bóp dưới đất. Màu ngoại hình thì anh em nhìn thấy không? Rất là xịn nha, phản quang cực kỳ tốt, lữ còn bé ngót nha. Đó. Đây. Rất ok, một con action bóp với đốc. Rất là đẹp. Thì con này nó nặng là 6.5 gram nha anh em, nặng 6.5 gram. Chiều dài của nó sẽ là 65 mm. Đó. Con này nó sẽ nổi và sẽ là bóp đốc. Rồi, giá công khai mã số 1, giá là 100k nha. Một con mồi nội địa rất là đẹp nhé. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 cũng lên cho anh em một con mồi của hãng Smith luôn. Đây. Đó. Con này nó sẽ là chìm nha anh em, chìm và nó rung, rung lắc. Đó. Đây. Đó. Ngoại hình còn khá là đẹp, có cái bao lửng theo luôn. Đó. Con này nặng sẽ là 7.5 gram nha anh em, nặng 7.5 gram, dài 75 mm luôn. Đó. Đây, tên của nó đây. Đó. Rồi, giá công khai con mã số 2, giá sẽ là 75k nha, 75k mã số 2. Tiếp theo mã số 3. Mã số 3 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Tuckle House. Đây. Tên đây nhá. Đó. Chữ F này có nghĩa là con này nó sẽ nổi nha anh em, con này nổi và nó sẽ đi lửng, anh em kéo nó sẽ đi lửng. Đó, một con Tuckle House. À, một con mồi nội địa màu vàng đồng, màu này thì được nhiều anh em săn thuộc cá. Con này chắc về chiên cho anh em câu chẽm này. Đó. Vì con này nó nặng chỉ có 5 gram thôi nha anh em, nặng 5 gram, dài sẽ là 80 mm nhé, nặng 5 gram, dài 80 mm. Rồi, giá công khai mã số 3, giá là 85k. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì mình được hai con đây. Đây, hai con này. Đó. Để mình lên cụ thể từng con. Thì hai con này sẽ là hai con Ima nhé. Đây, con này rất là đẹp nhé. Bảy màu. Đây, phản quang nó giống nhìn y hình 3D luôn nè. Rất là đẹp. Này Ima từ Nhật về nha anh em. Ima xịn đó chứ không phải dạng hàng điểu đâu. Đây. Đó, mắt đây. Đó. Thì con Ima Kuguke gì nè, nó Kuguke 110F. Thì con này nó sẽ dài 110 mm nha anh em, dài 110 mm, nặng sẽ là 17 gram. Con này chiên gần nhá, nặng 17 gram. Và con này nó lặn á thì từ 40 đến 80 cm nha anh em. Đó, từ 40 đến 80 cm. Đó. Màu rất là đẹp nhá. Cái này mình về được với hai con thôi nha anh em. Đó, con này thì dạng dạ quang, dạng đây sơn mặt trắng thế này. Rất ok nhé. Rồi, giá này thì mình bán quay giá là 160k một con nha nè, 160k một con, mã số 4. Đó. Chiên gần nhé, chiên gần săn cá nhồng nhé. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 gửi cho anh em là một con Lucky Cat. Đây, một con Lucky Cat. Đây, tên của nó đây. Đó. Ngoài này lên chẻm này, lên chẻm câu hanh cáp. Đó. Câu cá măng. Ngoại hình rất là đẹp. Đó, mấy con mồi từ Nhật về. Cực kỳ ok nhé. Thì con Lucky Cat này thì nó dài sẽ là dài 65 mm nha anh em, dài 65 mm. Nặng sẽ là 5.5 gram. Và con này nó sẽ đi lửng nhé. Con này đi lửng. Đó.
Rồi, giá công khai con số 5, giá sẽ là 90k nha này, 90k số 5. Tiếp theo con số 6. Con số 6 gửi cho anh em sẽ là hai con. Đây. Hai con mồi. Thì hai con này cũng là dạng thương hiệu nha anh em. Đây, hai con này là hai con Daiwa Shockline nhé. Đây, hai con Daiwa Shockline. Ở hàng này thì anh em câu gần, câu chẽm, câu măng, câu nhồng. Đó, đây hàng rất nổi tiếng nha, hàng đây qua hàng nội địa. Đây mình về được hai mồi, hai màu, hai con thôi nhá, rất là đẹp. Đó. Đây mắt đây, ngoại hình đây xuất sắc nha, lưỡi con này cũng còn rất là bén đây, ngọt liệm luôn. Con đây qua Shockline này á, thì nó sẽ dài sẽ là 125mm cho nên dài 125mm, nặng sẽ là 26g. Đó, nặng sẽ là 26g, chiên cho anh em câu gần. Và con này nó sẽ chìm nhé. Đó, chìm. Đó, cho anh em câu nhông săn hàng. Đây, về được hai màu nha anh em. Đó. Hai con này thì tổng thể mô hình còn rất ok nha. Đó. Đây, lưỡi còn bé ngót luôn. Đây là Shockline. Hàng rất là tiếng nha. Rồi, giá một con này, giá sẽ là 165k một con nha anh em. Đó, 165k một con, mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 gửi cho anh em là một con Daiwa. Thì con này thì mình về nó sẽ có túi đi theo kèm. Túi này đây nè. Hàng lấy dạng hàng đẹp. Đây. Đây là một con Daiwa nha anh em. Đây, Daiwa Mino F. Con này thì chiên cho anh em câu chẽm nè, hoàng đế nè, đó, câu lũ suối nè. Săn cá mưng. Men cá chài. Đây. Lưỡng nó sẽ là lưỡng đơn. Màu thì rất là đẹp rồi, xuất sắc. Hàng nội địa mà. Rất là đẹp nha anh em. Thì đây là một con Daiwa nặng là 2.5g cho anh em. Nặng là 2.5g, rất là nhẹ. Đó. Cho anh em câu cặn L, cặn UL ngon lành. Chiều dài của nó sẽ là 50cm. Đó. 50mm nha anh em, dài 50mm. Và con này nó sẽ đi nổi nha. Đó, con này nổi. Rồi, giá công khai con số 7, giá sẽ là 145k nha anh em. 145k con số 7. Màu cực kỳ đẹp và xuất sắc. Không có chê đâu được. Đó, 145k con số 7. Rồi, tiếp theo lên đây. Lên đây sẽ là con số 8. Con số 8 gửi cho anh em là một con Megabass nha. Đây, hàng Megabass, hàng nổi tiếng của Nhật. Đây. Phản quang của nó đây, rất là xịn nha. Đó, một con Megabass. Phản quang của nó xịn. Đây, tên của nó đây nè. Megabass Libass chứ nè mọi người. Thì con Megabass này thì nó sẽ nặng 12g nha anh em, nặng 12g, dài sẽ là 80mm. Đó. Và con này nó sẽ đi chìm nhé. Đó, con này đi chìm. Phản quang rất là tốt nhé. Con này anh em đâu câu chẽm câu nhầm mà ngon lành, xịn sò. Đó, chìm và lắc. Lắc xịn, mấy con này rất là xịn, hàng Megabass. Đó, phôi cũng rất là ok luôn. Rồi, giá công khai mã số 9, mã số 8. Giá công khai sẽ là 120k nha anh em, 120k mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì mình được hai con này. Đây. Đó. Thì đây là hai con mồi của Shimano nha anh em. Đó, Shimano. Đây. Shimano Silin gì nè, ARC nhá. Con này có lắc bot nha anh em. Lắc bot là cái thanh thốt cá trong đây nè. Đó. Đó. Xuống nước nó sẽ lắc, tự lắc thế này. Đó. Rất là thốt cá nha. Mấy cái lắc bot này thì anh em câu gần, câu nhồng là nó thấy là tắp liền. Đó. Màu con này cũng rất là đẹp. Thì con Shimano này á, con này là một con Shimano Accent nha anh em. Đó. Con này nó sẽ dài sẽ là 129mm nha. Dài 129mm, nặng sẽ là 16g. Đây. Lưỡi còn bé ngót nha, rất là ok, xịn sò. Đó, ngoại hình cũng rất là đẹp luôn.
Đó, cái này thì chiên gần nhá. Đó, nặng là 16g và con này nó sẽ đi chìm nha anh em. Nó nặng 16g và đi chìm. Đó, chiên gần. Đó, con này là một con đầu đỏ nè. Đó, màu sao đây. Đó, bản quang xịn sò nha. Anh em câu gần săn mấy con này rất là nhiều luôn nè. Đó, bản quang của nó không có che đâu được, lửng thì còn mẻ ngót nha. Rồi, giá mã số 9, giá sẽ là 165k một con nha. Mã số 9 165k. Tiếp theo mã số 10. Mã số 10 thì gửi cho anh em là một con mồi hàng chuyên cho anh em câu hoàng đế, câu suối, câu chẽm, câu cá hanh cháp nè. Đây, màu rất là đẹp nha. Thì đây là một con bắt đây nha anh em, bắt đây sugar. À, sugar mình nông 50F. Đây, màu con này thì ngoài cái xịn ra thì không còn gì xịn hết. Đây, phản quang rất là tốt nha. Mồi thì còn rất là mới, lử được bao lử luôn nè. Đó, con này anh em câu hoàng đế, câu cá ngựa nè. Đó, câu cá suối ngon lành. Bắt đây. Thì con này nó dài sẽ là 50cm nha, 50mm nha anh em, dài 50mm, nặng sẽ là 2.4g và con này nó sẽ nổi nhé, nổi đi là lửng lửng mặt nước. Đó, ngon lành, đẹp, rất là đẹp. Rồi, mã số 10, giá công khai là 140k nha anh em, 140k một con mã số 10. Đó, cái này thì mình về được có một con thôi, anh em nào ưng thì có chơi thích chốt. Tiếp theo qua đây, và đây là mã số 11. 11 gửi cho anh em là một con mồi Merabat. Đây, rất là đẹp nha, phản quang cực kỳ tốt, cặp lử cũng còn mấy ngót luôn. Đó, đây cũng vậy, cực kỳ đẹp, xịn sò. Dạ tờ như nó đây nè. Lipat Megabat. Thì con Megabat này á, thì nó sẽ nặng sẽ là 10.5g nha anh em, 10.5g. Và con này nó dài sẽ là 85mm. Đó, 85mm. Và con này nổi nha, con này nổi. Đó, anh em kéo nó sẽ đi lửng lửng ở dưới. Con này lặn mát ra tầm khoảng 20cm thôi nha anh em, 20-30cm thôi. Đó, màu rất là đẹp, phản quang cực kỳ tốt. Rồi, giá công khai con Merabat mã số 11, giá sẽ là 120k nha anh em, 120k mã 11. Tiếp theo mã 12. Mã 12 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Daiwa. Thì đây một con Daiwa TB. Đây, tên của nó đây nè, Daiwa Mino TB, SB. SB là con này đi lửng nhé. Đó, con này lửng là lại mặt nước. Màu là màu dạng màu trắng phản quang nè anh em. Đó, đây, màu bạc á. Đây, anh em hay nói là màu cá đối nè. Đó, nó đây, rất là thúc cá nha. Màu này thì ngon lành này, xịn sò. Thì con này nó dạng nó nặng là 33g nha anh em, nặng 33g, dài là 50cm. Đó, và con này nó lặn mát được 1m8 nhé, nặng mát được 1m8. Rồi, giá công khai con mã số 12, giá sẽ là 120 nha anh em, 120 luôn. Đó, mã số 12, 120. Tiếp theo con cuối cùng, tiếp theo mã số 13. Mã 13 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Shimano. Đó, đây tên của nó đây anh em, gốc Brett như nè, Shimano. Đây, phản quang rất là tốt nha, lử thì còn mấy ngót luôn. Đó, hình như là con này dạng chưa sử dụng luôn á, rất là đẹp. Đó, đây, ngon lành nha anh em. Con này nó dạng đánh theo kiểu đót nha anh em. Đó, nó đi là lửng lửng với mặt nước thôi, anh em kéo nó sẽ lắc thế này. Đó, thì con này dạng chiên gần. Đó, chiên gần và đi trên mặt nước. Đó, đi sát mặt nước nha. Con này nó dài sẽ là 110mm, nặng sẽ là 22g.
Đó. Rồi, giá công khai mã số 13, giá là 175k nha anh em. 175k mã 13. Tiếp theo mã 14. Mã 14 thì lên cho anh em hai con này. Hai con này là hai con hàng của Daiso nhé. Hàng Daiso. Đó, Shinkin Benlin Lua. Đó. Hai con này là dạng nó đánh chìm anh em, chìm nó đi dưới mặt, đi dưới nước là lắc. Đó. Hai con này lắc kinh khủng luôn nha anh em, lắc và rung nhá. Đây, mọi mới trong phần trăm nha anh em. Hàng từ Nhật về. Đó. Cái này thì phản quan cực kỳ xuất sắc đây. Không có chê đâu được. Đó. Hàng Daiso, hàng mới trong phần trăm. Rồi, giá công khai một con này, giá sẽ là 75k nha anh em, 75k một con, mã số 14. Thì con này nó sẽ nặng là 12g và dài sẽ là 80mm nha anh em. Nặng 12g, dài 80mm. Đó. Hai con cùng thông số nhé. Tiếp theo mã số 15. Mã 15 thì lên cho anh em quạng cá sắt. Cá sắt này thì hàng xịn nhé, hàng của hàng Duo. Đây, tên của nó đây. Phản quang đây. Đó. Xịn sò luôn nhá. Thì con này nó sẽ nặng là 40g nha anh em, nặng 40g và con này nó sẽ chìm. Đó, chiên cho anh em câu gần nhá. Đó, hàng chiên gần. Đây, dứt nè, đó. Chiên gần thôi anh em dứt cũng được. Đây nó đây. Có lử hết nhá. Tem đầy đủ. Đó. Con này dài là 80cm nha anh em, dài 80cm, nặng 40g. Rồi, giá công khai mã số 15, giá sẽ là 100k nha anh em, 100k mã 15. Tiếp theo mã 16. Mã 16 lên cho anh em vẫn là một con mồi Duo. Đó, hàng đẩy từ thị trường Nhật về. Con này nó sẽ dài sẽ là 108mm, nặng là 30g. Đó. Đây, màu đây, phản quang đây, xịn sò nha. Đó. Con này anh em sẽ móc trên lưng nó có man ý luôn. Con này đánh gần là ngon lành, đánh gần chỉ mấy cá nhồng. Đó. Xịn sò nha anh em, màu rất là whip nha. Phản quang cực kỳ ok. Rồi, giá công khai mã 16, giá là 120 nha. Tiếp theo mã 17. Mã 17 vẫn một con Duo. Đây, Duo. Phản quang con này thì xịn khỏi bàn. Đó. Thì con này nó dài sẽ là 72mm, nặng sẽ là 26g. Đó. Rất là xịn nhá. Đây lấy ra cho anh em xem. Cái chung thì mấy con này là hàng mới cho phần trăm. Đó. Cái này về anh em câu gần là khỏi chê đâu hết. Đây. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Rồi, giá mã số 17. Giá sẽ là 120 luôn nha anh em. Đó. Rồi, đó tổng cộng 17 cái mã mồi lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi ưng mã nào có thể chốt để lên shop điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.